Chào các anh chị, thì đây là cái video hướng dẫn anh chị cài cái phần mềm CEOWAY, mọi người hay gọi là cái tool gấu trúc, nhằm mục đích là để điều khiển và thao tác đồng bộ các điện thoại trong Pocphone. Thì đầu tiên để tải cái phần mềm này ấy, thì chúng ta sẽ vào cái trang là CEOWAY.run. Cái phần mềm này thì hiện tại nó đang miễn phí cho các anh chị dùng dưới 40 điện thoại full farm. Đầu tiên thì anh chị sẽ ấn vào tải xuống. Tại đây thì nó có hai kiểu. Nếu mà màu xanh bên phía bên trái này ấy, nó sẽ là phiên bản ổn định nhất. Còn bên phía bên phải nó sẽ là phiên bản mới nhất, gọi là phiên bản beta ấy. Thì em thì thiên hướng về cái sự ổn định, cho nên là em sẽ tải cái mục ở bên trái này. Chị ấn tải xuống. Sau khi mà tải xuống thành công ấy, thì anh chị sẽ mở cái thư mục đấy ra. Nó sẽ là cái file zip như này. Đầu tiên là anh chị dãy nén. Sau đấy anh chị sẽ chạy cái file exe này. Anh chị nhấn chuột phải chọn open. More info, runaway. Sở dĩ cái tool này gọi là tool gấu trúc ấy, bởi vì cái icon của nó là hình con gấu trúc này. Anh chị nhấn vào cái biểu tượng hình cái khiên, cái đầu tiên ấy. Đến đoạn này thì anh chị cứ reset rồi next next hết thôi. Tại đây thì khi mà chúng ta mới cài phần mềm ấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện toàn chữ tiếng Trung Quốc. Để mà thay đổi ngôn ngữ thì anh chị sẽ bấm cho em vào cái hình bánh răng ở cái mục này. Sau đấy thì anh chị sẽ chọn vào là tiếng Việt. Bảng điều khiển thì mặc định là nó đang ở phía bên phải này. Cái bảng điều khiển là cái phần này, phần em đang khoanh chuột đấy. Nếu mà anh chị muốn cho sang phía bên trái dễ nhìn thì click vào bảng điều khiển, chọn vào căn trái. Rồi chọn màu sắc. Ví dụ như là màu tối hay là màu sáng. Ví dụ em thì em chọn màu sáng cho nó dễ nhìn hơn. Rồi điện thoại đã kết nối thì anh chị chọn vào ẩn. Ví dụ như là khi có cái con điện thoại nào nó mất kết nối ấy, thì nó sẽ không hiển thị ở trên cái này nữa. Tiếp theo nữa về các chức năng, ví dụ chế độ hiển thị là gì, là cái hiển thị ở góc này, mình đang kết nối box này bằng USB thì nó sẽ hiện ra USB. Mấy cái này không muốn cho nó hiện nữa thì tắt đi thôi. Rồi hiển thị tên tắt. Tiếp theo nữa thì anh chị muốn điều khiển vào máy nào ấy, thì anh chị sẽ click vào máy đấy, nhấn chuột trái hai lần. Nó sẽ hiện ra cái màn hình to như thế này. Thì anh chị có thể điều khiển như con điện thoại bình thường. Một số anh chị mà khi mà cài xong ấy, có thể là nó sẽ hiện ra những cái này nhìn nó chi tiết hơn, cái thanh điều hướng này nhìn nó chi tiết hơn. Còn một số anh chị thì khi mà cài ấy, thì nó lại sẽ bị ẩn đi, nó chỉ còn cái icon này thôi. Thì anh chị sẽ vào cái dấu ba chấm này. Chị để ý có một cái là thu gọn thanh bên. Nếu mà để chế độ này ấy, thì nó chỉ còn các cái icon thôi. Anh chị nào dùng quen thì thấy nó sẽ gọn gàng hơn. Nếu như anh chị nào mới bắt đầu dùng ấy, thì anh chị nên tắt cái thu gọn thanh bên. Còn về cách dùng chi tiết cái phần mềm này như thế nào ấy, thì buổi tới thì em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Hẹn các anh chị ở các video tiếp theo.